Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại vlog tiếp theo của tôi ngày hôm nay. Và đây là một con diều sáo với một cái áo diều đắt nhất thế giới, đắt nhất Việt Nam luôn các bạn nhá. Thì trước khi đến phần tiếp theo, xin mời các bạn xem đoạn clip ngắn. Ok, xin mời tất cả các bạn. Thì đây là chiếc áo diều mà tôi đã vẽ lên một hình ảnh, một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng trong những đồ dùng thể thao của thế giới các bạn nhé. Đây là hãng Nike. Đấy các bạn nhé. Đấy, đọc theo kiểu tiếng Anh mà tôi thì nói tiếng Anh không được chuẩn đâu, nhưng mà tôi xem nhiều trên mạng người ta bảo Nike, Nike các bạn nhé. Và đây là biểu tượng của họ. Thì ban đầu hãng Nike được với cái tên ấy, ban đầu thì có cái tên đó là Blue Ribbon Sport các bạn nhé. Đấy, được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1964 bởi hai người các bạn nhá, đồng sáng lập. Mình nhớ không nhầm đó là ông Clyde và ông Bowman. Đấy, mình nhớ là như thế. Thì phải đến năm 1971 thì cái thương hiệu Nike và biểu tượng này mới được xuất hiện. Nhưng phải đến năm 1974 thì thương hiệu Nike và biểu tượng này mới được đăng ký sở hữu bản quyền ý các bạn ạ. Đấy, thì vừa rồi là sơ lược về quá trình thành lập của hãng Nike các bạn nhá. Thì thời gian vừa qua phải đến hơn một tuần nay tôi không có một clip các bạn nhá. Thì lý do đó là tôi phải đi vào trong Nam có ít việc. Đấy các bạn ạ. Thì bây giờ tôi mới có thời gian để làm clip để cho các bạn xem. Và thứ hai đó là thực sự là không có gió. Đến nay có một ít gió đây các bạn ạ. Thì tôi mới có thể làm được clip. Để làm diều rất là phức tạp, nó cần phải đòi hỏi có gió để có thể thả lên các bạn nhé, diều phải bay được. Đấy, nên các bạn hãy hết sức thông cảm cho tôi. Thì các bạn hãy cứ ủng hộ kênh để giúp tôi có động lực để làm những video tiếp theo có hay hơn các bạn nhé. Và các bạn có thích những hình vẽ nào ấy, cứ nhắn tin cho tôi để tôi có thể vẽ. Mặc dù không phải đẹp được như các họa sĩ nổi tiếng đâu các bạn nhé, nhưng mà nó cũng có thể cho các bạn thấy được một phần nào. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ thả ngay. Tại vì không nói nhiều nữa. Tại vì có một bạn vô văn hóa các bạn vào bình luận là bảo chửi tôi là nói nhiều các bạn nhá. Làm clip bảo không nói thì tôi cũng xin quỳ luôn đấy các bạn nhá. Tôi cũng cạn lời với các bạn đấy luôn các bạn nhá. Thôi thì xã hội nó cũng phải có người lọ người kia. Mình nói chán nói mãi thì kệ họ các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ thả ngay. Ôi. Thank you.
Ôi hỏng rồi, diều lạch rồi. Ví dụ các bạn ấy diều của tôi để là bị lạch rồi. Các bạn ấy nghiêng ra bên phải đấy. Ấy nó đang đổ đấy. Gió thì cũng khá mạnh thôi, nhưng mà diều bị lạch sang bên phải rồi. Chữ like và biểu tượng của thương hiệu này thì không đẹp rồi. Đấy các bạn nhá, đây tôi đang phải lựa hơn gọi là bố già luôn. Có thể duy trì được để cho nó bay đấy các bạn này. Đấy, lúc đầu tôi phải lựa 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 kinh khủng khiếp luôn. Đấy, giờ đang bay đang bị lệch sang bên phải các bạn nhá. Đấy, khả năng rất cao là con diều sẽ bị rơi hoặc là tôi sẽ phải quặn lại để sửa lại lèo thôi. Đấy các bạn thấy chưa, lệch cái lệch sang bên phải đấy và sửa lệch như nào khi đang bay thì tôi đã có một video hướng dẫn các bạn rồi nhá. Đó, nhưng mà lạch lạch nhìn chữ like và biểu tượng của thương hiệu vẫn rất là đẹp các bạn, vẫn thấy độ sắc nét lắm, rất đẹp luôn, trời trong xanh đẹp lắm. Đấy, đổ nghiêng hẳn rồi, rơi rồi, chăm chăm của này là rơi rồi. Ok, nó lại bay lên. Ôi nhưng mà tôi phải quặn thôi. Tôi đã quặn rồi. Ok, đây là lần thả tiếp ha theo của tôi. Đấy, tôi đã chỉnh lại lèo rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, con diều đã không còn nghiêng sang bên phải nữa. Đấy, nhưng mà tôi lại phát hiện ra đó là cái sáo của tôi là sáo D5 mươi mấy cơ. Nó lại thành không phù hợp với con diều 1,5 m này của tôi. Đấy, nó thành nặng đầu quá các bạn ạ. Và phải rất chật vật, tôi đang phải rất chật vật để có thể giúp nó bay được, để có thể quảng cáo được cho thương hiệu Nike. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá. Nhưng mà quảng cáo lại không được tiền. Đấy, đây là do tôi tự nguyện thôi. Và tôi thích cái thương hiệu này. Đây là một thương hiệu làm ra những đồ thể thao rất là chất lượng, đẳng cấp, nhưng ở Việt Nam thì cũng không phải ai biết để mua được cái đồ dùng chất lượng của hãng Nike. Đa số là hàng fake thôi, giỏi lắm thì mua được fake loại 1 các bạn nhá. Còn lại những người như tôi, người nghèo, người bình dân thì mua hàng loại fake chắc loại 10 thôi. Ừ, đang ngược sáng không nhìn thấy. Ok, ngược sáng các bạn vẫn không được rõ lắm. Diều đang dần dần bay ổn định rồi. À, các bạn thấy chưa? Đấy, biểu hiện sự lặng đầu rất là rõ ràng luôn. Nó lặng rình rình rơi. Không. Không nhìn thấy đâu chị Phấn. Nhưng mà biểu tượng like vẫn rất chi là đẹp. Không nhìn thấy. Đấy rồi á. Đấy, con diều đang bay rất ổn định và biểu tượng like đang bay trên độ cao là 100 m, rất là đẹp các bạn nha. Đây là áo diều đắt nhất Việt Nam luôn. Chết rồi, đâu rồi? Nó không lấy mà. Đường sáng, mọi người thông cảm nhá. Mình đang quay bằng chiếc điện thoại của mình nên hình ảnh nó chỉ nhìn thấy mỗi con diều thôi, còn hình biểu tượng của hãng Nike thì thực sự là không rõ lắm. Gió thì này đang là gió hướng đông bắc, hướng gì nhỉ, hướng nam. Người hết sức thông cảm với con diều, lúc đầu mình thả nó bị lệch sang một bên, lệch sang bên phải đây, mình đã sửa, đã cân đối hơn một chút và diều đã ổn định rồi nhá, bay ổn định, nhưng mà hơi quá lại lệch sang bên trái. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Và mình đắc quả sáo nó hơi to một tí, thì là đâm ra là diều hơi lặng đầu, rất khó lên các bạn ạ. Nhưng mà rồi thì lằng nhằng mãi nó cũng lên. Con diều là ương, không chống nổi mình trị được hết.
bác có kiểu chị. Đi về nhà bạn thì bảo nhá. Các bạn nghe thì tiếng sáo không? Đấy. Và mình thực sự là thời gian gần đây mình lại đang bận đi làm. Nên là đâm ra lại clip thì phải đến hơn tuần nay không có, mà thực sự là mình rất tiếc. Tết đến thì lại Tết qua rồi thì bắt đầu công việc nó bắt đầu mới ổn định ấy. Đó, bây giờ mình sẽ thử quặn gần lại cho các bạn chiêm ngưỡng lại biểu tượng Lai nhá. Rất đẹp. Mắt của mình nhìn thì rất đẹp rồi, nhưng mong biết các bạn có nhìn thấy không. Ra chỗ trời xanh nghe đẹp. Trời xanh đẹp à? Ừ. À, từ khi là trời tối nó không phản quang lại đúng không? Đẹp. Đấy là đẹp. Ừ, rất đẹp luôn. Tỉnh Lai nha các bạn nhá. Lai là hãng nổi tiếng và cũng không phải ai có tiền để mua chính hãng đâu. Và cái mũ và cái dép mình cũng đang đội là hãng Lai đó. Nhưng mà fake không? Fake. Fake loại... Loại fake fake. Sâu, fake sâu. Đấy, mình đang quần, mãi quần. Đấy chưa, chưa? Đây áo diều đắt nhất đấy các bạn nha. Đắt nhất Việt Nam luôn. Áo diều sáo đắt nhất Việt Nam luôn các bạn nha. Khẳng định các bạn luôn. Các bạn tìm tất cả các kênh YouTube ở Việt Nam làm diều sáo, không có một kênh nào có áo diều này đâu. Mình thề, mình đảm bảo các bạn luôn. À, mình cũng giới thiệu qua, cũng hướng dẫn các bạn đấy, một con diều mà đang đảo ấy, nó đang sắp sửa đảo ấy, thì các bạn nhớ thả dây ra thì nó lại trả lại cân bằng ngay, các bạn nhớ. Đấy, thả diều phải biết cách nữa, tí một. Bay gần rất đẹp, thì mình sẽ thử đánh cho sang bên màu xanh, nhưng mà nó không sang. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, rất đẹp. Lai. Lai luôn. Đấy, quận đang rất gần rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ quận. Ok các bạn nhá. Thì con diều của mình đã hoàn thành sứ mệnh, đó là quảng cáo cho hãng Lai, mặc dù không được tiền. Mình không phải là người nổi tiếng, người ta nhà quảng cáo. Và mình đây là thấy thương hiệu mà mình cũng rất là ưa thích. Các bạn có thể nhìn thấy mũ màu hồng. Mình là thích màu hồng các bạn nhá. Hãng Lai màu hồng. Quần cũng Lai nhưng mà quần đi làm bẩn quá đúng không các bạn? Lai đây. Đấy, thấy chưa? Và áo diều cũng phải là Lai. Nếu như hãng Lai mà xem được clip này, hy vọng họ sẽ có những cuộc nhắn tin gọi điện cho mình để nhờ mình quảng cáo thêm. Chứ thực sự bây giờ mình đang hết sạch tiền rồi các bạn. Không còn hào nào sau Tết, không còn hào nào nữa. Thôi, vui vui thế thôi. Thì các bạn nhá. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là kênh của mình chỉ là vẽ lên những hình ảnh, những thông điệp của cuộc sống mà mình nghĩ nó là cần thiết và cảm thấy vui, cảm thấy mang lại một chút gì cho các bạn. Chứ không phải là mình làm để bán diều hay để buôn bán hay để làm gì đâu. Đấy các bạn nhá. Nên các bạn mình làm diều mình chỉ mong nó thả lên thôi, bay lên thôi. Sáo cũng chỉ mong kêu thôi, không cần kêu hay. Và mình chủ yếu là mình gửi gắm những thông điệp, những hình ảnh lên con diều các bạn nhá. Đấy, ok, thì một lần nữa thì mình kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.